đấy đấy có một kiến trúc tiêu biểu của thành phố Bắc Hải, đó là gì? Đó là hạt ngọc trai. Hạt ngọc trai, một viên ngọc trai màu đen đấy, đó là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Nam Ninh. Hạt ngọc trai màu đen. Ở đây là Bắc Hải là quê hương ngọc trai, ở quê hương ngọc trai đấy. Tí nữa một lúc nữa nhà mình sẽ đến. Tới nay thì là chương trình là tự do, phải không ạ? Nhà mình là thích đi đâu thì đi đấy. Mình là có thể đi nhảy nè, hoặc là có thể đi tham quan chụp ảnh, hoặc là có thể đi mua sắm. Xong với khách sạn mình là trung tâm mua sắm luôn, trung tâm thương mại. Nhà mình cứ tranh thủ đi, bởi vì tối nay nhà mình về đến khách sạn sẽ tương đối sớm, cũng khoảng là ăn cơm xong là về đến khách sạn cũng khoảng là hơn 7 giờ thôi, 7 giờ sắp 8 giờ. Mình sẽ có thể nhập phòng, sau đó mình là lên phòng tắm giờ nghỉ ngơi một chút, sau đó mình là tự do đi chơi. Nhưng mà phần lưu ý ở nhà mình lưu ở phần nha. Bây giờ nhà mình hãy bỏ hết các visit khách sạn hôm qua đi, bỏ hết các visit khách sạn hôm qua với Nam Ninh đi. Vì nói nhà mình đến Bắc Hải đấy, nhà mình sẽ lấy các visit mới. Nếu không thì là tới đây cô chú anh chị nào đi chợ phải mà không may lạc đường, người ta là chờ đến Nam Ninh luôn. Nên là người ta mình đi xe taxi đấy, mình là không biết nói để cứ tơ các visit ở bên Nam Ninh đơn nhập cho người ta. Người ta chờ đến Nam Ninh. Như vậy thì là sáng ngày mai để cả đoàn là không về được, bắt buộc phải ở lại với Phấn thôi, ở lại Trung Quốc với Phấn. Sáng ngày mai nhà mình cũng là đi sớm một chút, thế là chương trình là cái thời gian ngày mai như thế nào, tí nữa thì ăn cơm xong rồi đấy trên đường về khách sạn Phấn sẽ xin thông báo cho cả nhà mình. Rồi bây giờ Phấn thông báo rồi, tí nữa nhà mình là lại để lại hết cho Phấn. Ngày mai là không biết dậy thế không? Nhà mình là tí nữa thì ăn cơm xong là Phấn sẽ thông báo cho thời gian ngày mai. Nhà mình có để ý không, hôm qua là nhà mình trên đường thì là tọa là rất tối rồi phải không ạ? Bây giờ nhà mình có thể ngắm hai bên đường cao tốc. Đây là tòa là trồng mía, là trồng cái bạch đàn, nhà mình lưu ý là trồng lúa cũng rất nhiều. Đây, bên nhà mình nhìn sang bên phải. Bây giờ là bắt đầu vào mùa thu rồi, mùa thu thì bây giờ cũng giống hết là bên Việt Nam thôi phải không ạ? Cô chú nào là nhà thơ nổi tiếng ở bên Việt Nam ạ? À? Ồ, chú à? Vâng. Phấn sẽ tặng tất cả nhà mình một bài thơ mang chủ đề là Cù Hành. Cái bài thơ này rất ngắn mà Phấn rất thích đến cái bài thơ này. Trong nhà mình là 90% là các nam giới phải không ạ? Mình đã đi cho đến hôm nay là ngày thứ hai rồi. Xem Cù Hành của mà bố mẹ của Phấn mà con trai của Phấn cũng rất thích xem phim Tây Du Ký. Không biết là nhà mình đã từng xem phim Tây Du Ký bao giờ chưa ạ? Phim Tây Du Ký đấy, có bài hát về Tây Du Ký thì Phấn là rất là thích. Tí nữa Phấn sẽ hát lời chung mà cả nhà mình, cô chị anh chị nào biết hát, hãy hát lời Việt, hát theo Phấn. Sau đó là Phấn công hiếp vào cả nhà mình, chương trình văn nghệ bắt đầu. Nếu là một mình Phấn thì đứng ở đây thì nói thì là cũng chán phải không ạ? Cả nhà mình cũng cùng tham gia để cho vui. Bởi vì là bây giờ cũng khoảng là hơn một tiếng nữa mới đến Bắc Hải. Nhà mình là ngày mai từ Bắc Hải về đến Khứ Ngụy Quan, đi khoảng là hơn 400 cây số. Ngày mai là còn một quãng đường rất là xa mà rất là vất vả. Cho nên là tối nay Phấn đề nghị cả nhà mình, cô chú anh chị nhà mình hãy tranh thủ ngủ sớm một chút. Ngày mai nhà mình quẩn trên xe khoảng 5 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi trên xe. 5 tiếng đến 5 tiếng rưỡi mới đến thành phố Nam Ninh. Tới ngày mai, tức là chiều mai nhà mình về đến cửa khẩu chắc là tương đối một. Nhà mình là ăn cho xong lại về Khứ Ngụy Quan, về thẳng là hơn 400 cây số, đi khoảng 5 tiếng rưỡi mới đến được Khứ Ngụy Quan. Đi tất đường cao tốc. Đấy, đi tất đường cao tốc. Mình cũng là đi những cái đường cao tốc mà mới khánh thành vào năm 2013. Nhà mình sẽ xuyên qua núi, xuyên qua, tức là xuyên qua đường hầm đấy. Sẽ có một đường hầm hình như là dài nhất, hình như là mấy cây số cơ, khoảng là 5 đến 6 cây số đi qua đường hầm đấy, rất là đẹp. Cho nên này, ngày mai nhà mình trên đường về Khứ Ngụy Quan, nhà mình hãy tranh thủ ngắm nghỉ ngơi đường hầm ở bên trên đường cao tốc của bên Trung Quốc. Từng cho nên xuyên qua rất nhiều đường hầm. Bởi vì cái đường cao tốc đấy là tức là xuyên qua núi, chứ là làm xuyên qua núi. Ok, bây giờ Phấn sẽ xin tặng tất cả nhà mình một bài hát mà hát Tây Du Ký. Sau đó là Phấn hát xong rồi sẽ mời cô chị anh chị nào lên sân khấu có được không ạ? Để góp vui cho chương trình phải không ạ? Ok, có nhà thơ tức là ca sĩ nào không ạ? Chơi cổ à? Chơi cổ thì là tí nữa sẽ gọi tên. Ok. Ca sĩ say xe đấy. Nghe nói thì chú hát rất hay phải không? Thơ, phải ôi rồi tí nữa phải không cần lên sân khấu đây, cứ đứng yên tại chỗ. Bởi vì tí nữa mình là lúc nữa nhà mình phải thắp dây an toàn vào để cho an toàn, cho nên mình cứ đứng yên tại chỗ, không cần là được cắm được, bởi vì cái này cái mic cái dây này có cơ tương đối dài. Ok, bài hát Tây Du Ký xin tặng tất cả nhà mình. Nhà mình có thể cho Phấn một tràng pháo tay không ạ? Xin cảm ơn cả nhà mình.
sau đó thì là con thấy anh chị nào biết hát hãy hát theo lời Việt nhá. Đi theo cho ta, ô chiến trường mà nhìn lại giữa chỗ rộng cho hoan xa thả phình khăn khờ ở trường ta tao đâu ba chiến sen yêu chủ pha yêu chủ pha. Cần lấy vợ Trung Quốc hay không? Để phấn tối nay, để tối nay phấn còn làm mối cho. Xin tặng mọi người một cái bài thơ ngắn. Tôi có 3 tập thơ do Hội Nhà Văn. Đôi khi phải mà đôi khi đến Trung Quốc mà mình là có cơ hội đang đánh bài. Tôi đã có 2-3 tập thơ do Hội Nhà Văn Việt Nam xuất bản. Đánh cầu lông đấy. Nhưng mà không không thuộc hết được. Vâng. Thế là đã có bài thơ nào? Đánh cầu lông. Ông bà cùng nhất trí vào đánh xét cầu lông. Vượt ông màu đen sẫm, vâng. Quả cầu bay trầm bổng cứ như là thoi đưa, hai tay vợt cò cưa càng lâu càng thấy thích. Vâng, rất hay. Ông đến đà phấn khích chuyển sang đập liên hồi, bà lập tức và soạc cẳng tưỡn người rồi ngửa vợt ra hứng. Vâng. Ông bèn xoay thế trận thọc sâu vào cuối sân, bà lập tức xoáy chân vén quả cầu vào giữa. Vâng. Trong thế trận sắp ngửa, ông bỏ giỏ bất ngờ, bà đờ đẫn thẫn thờ đành chịu thua trắng bụng. Xét này tuy ông thắng nhưng thở dốc mệt phờ, một xét chưa đủ đô bà gạ chưa xét nữa. Vâng. Bà thua nên cay cú, ông thắng lại hứng hờ, bà đòi chơi khét xét gỡ, ông lắc đầu chịu thua. Xin hết. Vâng ạ, à, vâng, xin cảm ơn. Còn bài nào nữa tham gia phải không ạ? Bây giờ chắc là không còn ai buồn ngủ nữa rồi. Bây giờ nhá, bây giờ là mang chủ đề như thế này. Bây giờ thì là chú Dương sẽ bắt đầu hát, nhưng mà không được quay đầu nhá. Bây giờ chú Dương thì là bắt đầu hát, bắt đầu sau đó là chuyển mũ, từng người một chuyển mũ, sau đó là chú Dương bao giờ kết thúc dựng mũ đến dừng đến tay của cô chú anh chị nào, xin mời lên sân khấu. Ai mà không lên đấy, độc cho phấn 10 tệ về tới đây chiêu đãi cả nhà mình đi ăn nướng có được không ạ? Để Bắc Hải mình phải đi ăn hải sản, phải đi ăn hải sản. Ở nói chung thì là đây mà cái chắc là trong nhà mình có rất nhiều ca sĩ phải không ạ, có rất nhiều tức là chuyện thiếu lâm phải không ạ? Thế là mình là không cần nói cái gì đâu, đôi khi là chỉ cần là xin tự giới thiệu, sau đó là như thế nào, mình không biết hát, không biết kể chuyện thiếu lâm, mình cứ kể chuyện tình yêu của mình. Cũng được, mà không sao phải không ạ? Cứ làm quên với cả nhà mình. Cũng là lần này đi thì là cũng là rất có duyên, có phải không ạ? Thế là cho nên thì nhà mình hãy cùng tham gia cái chương trình này. Chú Dương thì là chồng bị hát, bài hát gì ạ? Việt Nam Trung Hoa phải không ạ? Không, bây giờ bắt đầu chứ, để chương trình bắt đầu. Vâng, Việt Nam Trung Hoa để phấn còn chuyển mũ. Sau đó là tiếp theo là đến là có chị anh chị nào. Vâng. Hát rồi, có phải hát một lần nữa? Chú có ý kiến gì à chú ơi? Để cho người khác. Tôi xin hát bài Một rừng cây một đời người. Vâng, nhạc sĩ Trần Đông Ngẩn. Ai mà biết hát thì hát theo cho vui. Nghĩ về một rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về đời người.
trẻ trung như cúm lan mọc từ những cánh cô thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây có hạ tầng hay nghỉ, củ hành vẫn tươi. Hỏi anh chỉ mỉm cười. Anh hay chăm tới lên tươi củ hành. Chuyển mũ hộ phấn. Bên này chứ. À đây, à, chú ơi, chuyển hộ phấn. Chuyển mũ, chuyển xuống đằng sau. Vâng. Cứ thế tung đằng sau đây, cứ thế tung khi nào phần kết thúc này sẽ là đến đến 2 giờ thì là sẽ đến... Cứ thế tung đằng sau đi vào, ai thì vào. Đưa đằng sau, đưa xuống đằng sau. Cứ thế tung đằng sau vào, ai thì vào. Không cần đứng lên, cứ chuyển xuống đằng sau. Và để cho an toàn, đúng rồi. Từng người một chuyển. Vâng. Ok. Anh chỉ lắc đầu. Vợ dùng như phá, lấy đâu củ hành. Cho nên thì cho là củ hành không còn nỡ rồi phải không ạ? Thế là cô gái Trung Quốc ta dùng hết rồi. Cho nên thì kết thúc rồi. Vũ đến ai rồi ạ? Ôi trời ơi, xin mời chú lên sân khấu. Xin mời chú lên sân khấu ạ. Ok, chú cứ đọc bài thơ, hát bài hát, kể chuyện thiếu lâm, hoặc là kể chuyện ngoại tình, không sao. Đây là tùy chú. Sau đó là mẫu lại. Đang này rồi. Vui đang này rồi. Đang này rồi. Tôi không hát đâu. Vâng. Thế nhưng mà bởi vì tôi nghe mấy những cái câu nói hôm nay nó hay quá. Thế như là cháu anh Dương anh ấy vừa phát biểu ấy mà coi như là cái chơi vợt ấy. Cúc rất hay, nhưng mà đến cái lúc mà em Phấn lại nói rằng là vợ dùng như gì ấy nhỉ? Như phá. Vợ dùng như phá còn đâu củ hành. Đại hay ơi là hay. Cái này cũng nhắc nhở cho các bà không nên chú ý giữ hành đấy nhá. Ngày cứ dùng kéo mà. Bây giờ tôi xin cùng phụ nữ thì tôi cũng xin có một cái bài thơ tức là cây đu đủ. Ngắm cái cây đu đủ, tôi viết một bài thơ ngắn thôi. Vâng ạ. Nếu không có gió chẳng đung đưa, nắng kia chưa tới chẳng ưa in hình. Một mình mà vẫn yên tâm, ấy cây đu đủ ở ngay cạnh nhà. Sớm khuya chẳng quản thân già, chắc chiêu là để nuôi trùng quả xanh. Long lanh, giọt nắng long lanh, vì không có gió, cây đành đứng im. Chị đấy đấy ạ. Vâng, vô tay. Vui. Vượt như này. Tức là một cái chuyến đi du lịch, một cái chuyến đi du lịch rất vui vẻ. Mà những người chưa quen biết nhau bao giờ lại có một chuyến đi du lịch cùng với nhau. Cho nên là mối tình rất thân thiện. Mà đã trở thành mối tình rất thân thiện thì thường thường ta mời nhau đến nhà chơi. Đúng không ạ? Người nhau giờ chơi chiêu đãi một cái bữa đặc sản của gia đình nhà mình. Thì hiện giờ có một anh bạn như thế này về nói với vợ rằng sau cái chuyến đi du lịch Trung Quốc về, thế là vừa ấy, tuần trước là anh đi được ông bạn nhà ông Ngát, vợ chồng ông Ngát mời đến chiêu đãi một bữa tức là đặc sản rất ngon. Đặc sản tức đặc sản của ông nấu rất ngon, nhờ ông có bữa thịt chó ông mời rất ngon. Nhưng mà cái bà vợ này chỉ thích khen người khác thôi, xong bảo tuần sau ông lại bảo là đến nhà ông Thiều, vợ chồng ông Thiều chiêu đãi một cái bữa canh riêu cua vô cùng đặc sắc. Tức là ông này nói với vợ là hiện giờ đến 4-5 chủ nhật đến của các nhà ông bạn để thưởng thức rất ngon rồi. Thì bà vợ này cái lòng tự tự trọng tự ái mới nổi lên, và anh cứ khen với người ta, em thì sao anh chả khen. Thế bảo thế em có nấu giỏi không mà khen. Và được rồi, anh cứ chủ nhật tới anh mời các bạn của anh đến đây xem, em sẽ chiêu đãi một bữa thì cực kỳ ngon. Anh sẽ chiêu đãi bữa cực kỳ ngon. Thế mà ông chồng bảo được rồi nhá, chủ nhật này anh mời bạn đến nhá. Đó thì vợ nhất trí. Thế là anh bạn này mời cái chủ nhật, ngay cái chủ nhật đấy mời đông đảo bạn đến nhà mình để chiêu đãi một bữa. Thì vợ sẽ chiêu đãi bữa rất ngon. Thế đến anh ấy mời bạn đến như vậy là mời các bạn đến 7 giờ sáng đến nhà tôi hát karaoke, rồi thì ta đánh cờ chơi vui nhà tôi, rồi thì vợ tôi sẽ chiêu đãi bữa rất ngon. Thì như vậy là bạn thân tình với nhau đến với nhau rồi, xong chủ nhật đến được các bạn đến rất sớm. Đến như vậy là ngồi suốt từ sáng. Thì vợ cứ ở dưới bếp chuẩn bị rất là lịch kịch, rất nhiều việc.
cứ dã bột rất nhiều lịch kịch thấy bếp lạch cạch ở trên thì cứ phải hy vọng một bữa rất ngon. Thế đến khoảng độ đến 10 giờ, 11 giờ anh chồng xuống của vợ giúp vợ xong chưa? Vợ giờ anh cứ lên chơi tiếp bạn bè em khác lo. Thế là cứ vợ ở dưới cứ lo mãi xong đến tận 12 giờ. Anh chồng xuống với vợ thì thấy vợ đang dã bột chưa làm được cái gì cả. Và tại sao vẫn chưa xong? Và được rồi tí nữa thôi. Đến 1 giờ chiều anh này xuống. 1 giờ chiều anh này xuống hỏi hiện giờ làm xong chưa? Thế bảo nó hiện giờ nhưng mà anh ơi em không biết làm bánh gì. Thế mọi người trên nhà như là đói meo rồi. Và anh ơi làm bánh gì được dã bột xong rồi. Anh này lúc mới 1 giờ chiều mọi người mới đói rồi thì mọi người cáu. Bánh gì? Bánh củ cặc. Đến 1 giờ chiều trả cho ăn thì bánh con củ cặc. Thế là thế bà vợ lúc bấy giờ bảo ôi tưởng bánh gì có bánh dễ ợt em làm được ngay. Thế là vội vàng anh chồng có quá bỏ lên nhà tiếp khách. Cô vợ ở nhà như vậy là sẵn bột đã nhào rồi. Thế là từ bấy giờ anh bà vợ mới cứ nặn hai cái tròn tròn này ấp vào một cái dài dài. Hai tròn tròn ấp cái dài dài xong rồi bắt đầu mới để vào xong để luộc. Để xong luộc. Thế là sau khoảng độ đến khoảng độ gần 2 giờ chiều bà vợ này mới bưng được cái mâm của mình lên để mời khách. Bưng lên mời khách thì như vậy là bà vợ này mới chỉ mong là được khách khen thôi. Thế các khách ở trên khi mà đến tận 2 giờ chiều mới được ăn thì ai mà chả đói, ăn cái gì mà chả ngon. Thế xong rồi người bà vợ này cứ trầu hỗ bên cạnh xem là có ai khen thì không. Thế một anh khách bảo ôi xem là bánh gì này có ăn ra sao không. Thế là nếm thử cái bánh ngon đấy nhỉ. Bảo bánh ngon đấy nhỉ. Xong biết bà vợ nói nào không, bà vợ đứng trầu hỗ bên cạnh bảo vâng dạ vâng bánh của nhà em cũng ngon đấy chứ các bác ạ. Nhưng mà thưa với các bác rằng đây em còn vội chứ nếu mà em còn kịp thông cả lỗ đái nữa thì còn ngon bằng mấy. Như vậy là kết thúc câu chuyện. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cái chú em thì đang nhặt xương ở dưới mộ thì cứ khóc, vừa khóc vừa nói bảo chú ơi xương gì chú ơi. Thế xong chú bảo là xương gióng chân. Thì lại bảo gióng chân anh đây anh ơi. Thế xong lại lúc này bảo thế xương nhặt một cái xương khác mà bảo xương gì chú ơi. Thế mà gióng tay xong lại bảo gióng tay anh đây anh ơi. Thì xong cứ khóc cứ nghĩ là được cái xương gì cũng khóc cái xương ấy. Thế xong thì một câu cuối cùng mà khóc mà ơi anh ơi xương kia xương nọ xương này con cái mọi ngày anh để đi đâu. Thế thì cái thằng em chồng nó dưới nó tức quá nó mới cáu nó mới bảo mẹ khóc chồng thì chả khóc suốt ngày từ sáng giờ toàn xương với sọc xương với cổ cặc. Thế thì bà vợ nghe tưởng thì là em tìm cái đấy. Thế thì bảo là thôi đúng rồi đưa đây cho chị chú ơi. Hết câu chuyện thứ lần. Tại bãi biển này, ở bãi biển Ngân Than, tổng dài là 24 cây số. Hiện nay là một bãi biển đẹp nhất tại phía Nam Trung Quốc, 24 cây số. Ngày mai nhà mình sẽ chỉ vào tham quan một đoạn thôi. Mình là đi hết là không thể nào đi được, đi khoảng 24 cây số. Đây là đặc điểm thứ ba phải không ạ? Còn một đặc điểm nữa thì là không có cá mực. Cho nên thì là nhà mình khi đi tắm đấy cứ yên tâm. Nhưng mà mình là không được tắm ở bên ngoài nhá. Tắm ở ra người ta sẽ có những cái dây người ta vi vào. Mình là phải tắm ở trong bên trong thôi. Không nên tắm ở bên ngoài để an toàn cho mình. Để xem cười tắm tăng không? Lúc nãy là mình đã đi qua được ETC cho nên là xe mình không dừng lại nữa. Bây giờ mình đã bắt đầu vào đến đây là thành phố Bắc Hải. Ở đây thành phố Bắc Hải. Bây giờ nhà mình nhìn sang hai bên đường này. Đây là những cây gì ạ? Đây là bên này gọi là cây mộc biên đấy. Cây mộc biên. Đấy dân chú mình chứ đâu, cháu nó hãy ăn hàng mà. Đó là kiểu khăn là sư phải quay trả hàng. Nó tạo ra.
xe tải. Xe tải chở đất, vung đất ở đây xem. Sao tao mà mà xe bên đây chở luôn này. Không như mình. Đấy, đây mình buồn cười lắm. Buồn bã làm sao. Anh làm mất vệ sinh đều nó thông thố. Các bác nhìn thấy nó có công an đứng ở ngã ba ngã tư đâu, không có công an, không có công an. Bởi vì là đấy, tất cả do camera này, bất cứ ngã tư nào đều có camera. Thế nhiều. Trên đó còn đang nữa làm biển số xe nó biết ngay đấy là cái xe này là thuộc địa phận nào. Đúng rồi, đúng rồi, quế E là xe Bắc Hải. Đấy, thì là nó tra được ngay ra ngay. Đây, đây là xe này là xe phía Bắc nhất Trung Quốc này. Liễu Ninh. Đấy. Chữ phải xem chữ đầu tiên. Liễu Ninh. Cho nên nó quản lý cái biển số xe ngay biết ngay. Liễu Ninh. Tức là nó không như ở Việt Nam. Việt Nam bán xe là chỉ có thỏa thuận với nhau thôi. Không ăn chịu. Đúng rồi, bên Việt Nam thì cảnh sát giao thông thì giàu, nhiều tiền. Ở bên này cảnh sát giao thông nghèo lắm. Nên là chạy cái xe của anh nào, của anh nào. Đây, đến đây là vẫn có xe ôm. Nhà mình lưu ý bên phải này. Xe ôm. Ở bên này vẫn cho phép đi xe máy. Ở bên này có thể nói là một nghỉ đến mùng 8, mùng 9 bắt đầu đi làm. Đây nhà mình ở nghỉ hạ bên này. Bây giờ là chỗ nào cũng có treo cờ Trung Quốc. Hôm nay là 30 rồi. Đúng rồi, cuối tháng rồi. Hôm nay là 31. Ngày 31 rồi đấy. Ngày 31. Mai 1 rồi. Vâng, ngày mai thì là vào mùng 1 tháng 11 rồi. Công nhân viên. Cái gì vậy? Cái heo. Nhà mình ơi, bây giờ cô chị anh chị nào chưa dậy thì tranh thủ dậy nhá. Trước mặt nhà mình đây là biển Vịnh Bắc Bộ. Ở bên này là mang tên là Vịnh Bắc Bộ. Là nhà mình nhìn thấy rất nhiều con cá heo kéo. Bên này bên phải này, Vịnh Bắc Bộ. Phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ cho nên thì là Bắc Hải. Ngày xưa mang tên là phía Bắc cổ, phía Bắc Bộ, Bắc Hải. Nhưng mà cái chỗ này là không cho phép tắm. Đây này, đây người ta ghi là không cho phép tắm. Không cho phép tắm ở chỗ này. Ở chỗ này thì nhóm cảnh thôi. Nên là đến buổi tối thì tương đối đẹp lắm ạ. Với hôm nay là thời tiết ở bên này là rất đẹp. Mà buổi tối, buổi sáng cũng không phải là lắc lắm. Ở bên này là xung quanh Nam Ninh thì là nóng hơn nhiều. Ở bên này xe máy này đi cả trên biển. Vâng ạ, đó là ở bên này vẫn cho phép đi xe máy. Nhưng mà ở bên Nam Ninh ấy, sẽ không bao giờ nhìn thấy xe máy nữa. Bởi vì ở bên Nam Ninh đã cấm đi xe máy từ lâu rồi. Không cho phép đăng ký biển số xe máy. Bây giờ ai mà đi xe máy lên đường ấy, sẽ bị tịch thu xe luôn. Bởi vì những cái xe đấy thì là đã quá hạn rồi. Tức là không cho phép lên đường nữa. Nhưng mà ở bên những cái thành phố nhỏ, ví dụ là nông thôn ấy, vẫn cho phép, vẫn cho phép đi xe máy. Nhưng mà bây giờ là chủ yếu là đi xe máy điện nhiều. À, trước mặt nhà mình đây, tại đây là vừa xây lên những cái nhà chung cư. Nhà chung cư hiện nay ở bên thành phố Bắc Hải rồi ở Nam Ninh thì dễ hơn nhiều. Ở bên này chỉ có khoảng 6.000 đến 8.000 m2. Ở hiện nay là nhà chung cư ở bên Bắc Hải đây không quá 1,5 vạn, không quá. Không giống ở bên Nam Ninh, bên Nam Ninh thì là đắt hơn, Nam Ninh là dễ nhất là 1 vạn nhân dân tệ 1 m2. Bên này chỉ có khoảng 6.000 đến 8.000 là cao nhất rồi đấy. Cho nên thì bây giờ rất nhiều người người ta là quay xuống, tức là từ Nam Ninh xuống đây để mua nhà ở bên này. Sau đó là mua xong rồi đấy, người ta sẽ chung thuê. Giờ nó làm thế thì thuê lấy tiền. Vâng ạ, thế là chung thuê. Bậc thang lên. Mấy hôm trước thì không biết là nhà mình đã nghe, đã từng xem qua cái thông tin đấy. Ở tức là có một cuộc thi cái gì ạ, xe đạp, nhà mình có biết không ạ? Trên thế giới cũng là tổ chức ở bên này. Em bây giờ bên trái này người ta đang có ý nghĩa. Tổ chức ở bên tỉnh Quảng Tây này, đi qua thành phố Bắc Hải, thành phố Nam Ninh, thành phố Liễu Châu, là ba thành phố lớn này. Đến Bắc Hải này thì không nghiêm bằng ở bên Nam Ninh. Ở bên Bắc Hải này là buổi tối, buổi sáng vẫn cho phép bán những cái hàng hóa dọc đường.
tức là bán dâm trên đường đấy, vẫn cho phép. Ở bên này là không bị tịch thu, nhưng mà bên Nam Ninh rất nghiêm. Ở bên Nam Ninh ấy, ai mà bán dọc đường ấy, sẽ bị tịch thu hẳn luôn. Ở bên này là buổi tối mình ra đường là vẫn nhìn thấy rất nhiều người, người ta đẩy cái xe để bán hoa quả, gọi là người ta bán dây chuyền đấy. Nhưng mà vấn đề gì nhé, không mua những cái dây chuyền gì ở bên kia. Ở dọc đường ấy thì là đa số là lọc bằng nhựa, không phải là cọng tay đâu, nhựa. Mình muốn mua hàng hiệu đấy, ngày mai mình có thể vào cái siêu thị vào mùa mua ở siêu thị đấy, ngày mai nhà mình vào siêu thị Tơ Tằm đấy, trong đấy chắc là có bảo đảm, đó là rất bảo đảm. Bên trái em cũng là nhà trung cư. Đi xe taxi không dùng ở bên Nam Ninh, nhà mình hay bổ hết các. Nhưng mà nói về các quần áo giày dép thì là giá cả cũng tương đương ở bên Việt Nam thôi. À, nhà mình có thể đi tham khảo ở đây xem. Đây là mang tên của ấp tỉnh ở bên Trung Quốc. Tên đường đấy thì là mang tỉnh ở bên Trung Quốc, Bắc Kinh, từ Bắc. Bây giờ đang là giờ cao điểm, bây giờ mình là không hoặc bởi vì là mình là đến cửa khẩu là ít nhất là sớm nhất là khoảng 6 giờ tối. Nhanh nhất là khoảng 5 giờ. Mình làm xong thủ tục nó là 6 giờ. Mình lại đến Hà Nội. 32 tỉnh, đúng rồi, bên Việt Nam là có 64 tỉnh phải không ạ? Ở bên Trung Quốc là số 3. Ở bên Trung Quốc là 32 tỉnh. Bên này là một tỉnh tương đương là 2/3 của nước Việt Nam. Ví dụ là tỉnh Quảng Tây, tổng diện tích là 236.000 km2, tương đương là 2/3 của nước Việt Nam. Ở bên này là mấy hôm trước có bão đấy, mấy hôm trước. Lần này nhà mình đến là rất may mắn. Mấy hôm nay là trời nắng, thời tiết rất đẹp. Ở bên này là cứ tháng nào cũng có bão. Tháng nào cũng có bão đấy. Đầu tháng này có bão. Ví dụ là mấy tháng trước thì là ôi giời, một tháng có 4 bão. Vừa đi lại có bão đến. Cơn bão lớn à? Vâng ạ. Hình như là tháng trước thì phải, tháng 9. Mà bị thương rất nhiều người và bị mất tích đấy. Bị chết rất nhiều người. Sống ở gần biển cũng sướng nhỉ, nhưng mà đôi khi cũng không phải là tốt lắm. Thì khi có bão đến thì có nguy hiểm. Bên phải của nhà mình đây là có một điểm gọi là thế giới dưới biển, thế giới dưới biển là bên phải đó. Nhưng mà bây giờ đã đóng cửa rồi. Trong đấy là có các loại động vật dưới biển.